thật ra với bản thân tôi thì gặp đối thủ nào thì tôi cũng tập trung và nghiên cứu đối thủ rất là kỹ, từ ban luyện đến cầu thủ. Riêng về Tuấn Anh thì làm cầu thủ rất là quan trọng của Hoàng Gia Lai. Như mọi người đã biết thì cái khả năng kiểm soát bóng cũng như là cái lối chơi của Gia Lai cũng Tuấn Anh là một cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên là ngày mai thì không chỉ bản thân tôi đâu mà tất cả những cầu thủ Hà Nội sẽ kiểm soát trận đấu một cách tốt hơn, hoặc là có những cái phương án riêng để có thể làm sao mà kiểm soát trận đấu cũng như là đưa đội bóng lên chiến thắng. Chắc anh cùng phòng với anh khen em thôi, nhưng mà em nghĩ nhất là vừa rồi Dũng được quả bóng vàng thì thực ra quả rất là chính đáng rồi, tại vì ai cũng có thể nhìn thấy cái sự màn trình diễn và cái sự nỗ lực của anh ấy không chỉ trong năm vừa rồi mà đã là một khoảng thời gian rất là dài. Và ai thân quen với anh ấy đều biết cái sự sinh hoạt chuyên nghiệp và hầu như tất cả mọi thứ đều dồn về bóng đá hết. Và anh ấy cuộc sống rất là đơn giản, gia đình của bóng đá, và như vậy anh thực sự kiểu khiến cho tất cả cầu thủ khác có thể nhìn và học hỏi theo. Và Hà Nội thì cũng không chỉ có Dũng thôi mà có rất nhiều các nhân tố khác có thể gây đột biến các thứ nào. Và thực sự khi gặp Hà Nội thì không chỉ mình để ý mình Hùng Dũng mà còn Quang Hải, Văn Quyết cũng như ông A, nói chung là rất là khó. Bản thân mình thì cũng đã gặp được Hai Lai cỡ khoảng 4 trận rồi, công năm không đá thì đúng là khoảng 2 năm trở lại đây, sau khi cái thành tích tại Trường Châu thì những trận đấu giữa Hà Nội Hoàng Gia Lai được quan tâm hơn rất là nhiều và khán giả sân rất đông, thì mình rất là vui vì được chơi những trận đấu mà thứ nhất là được truyền thông cũng như là dư luận quan tâm, thứ hai là khán giả đến kín sân như vậy thì các cầu thủ cũng cảm thấy là hồi hộp áo hức và vào sân muốn công hiến một trận đấu đẹp để toàn thể người hâm mộ đến chinh ngưỡng. Lợi thế của Hà Nội có lẽ là yếu tố sân nhà, thứ nhất là, thứ hai là khán giả đến sân rất là đông, thì việc Hà Nội được chơi trên sân nhà quen mặt sân như là thời tiết hơn thì sẽ giúp đấy là một lợi thế nhỏ cho câu lạc bộ trận đấu ngày mai. Còn theo bản thân mình nghĩ thì cái tinh thần cũng như là đáp ứng được chuyên môn mới là cái quan trọng nhất. Thực ra thì em nghĩ cũng không quá cần gì của em cố gắng vào trận, bất cứ trận nào cũng thế, thì cái mục tiêu của bọn em là cố gắng ít nhất có một điểm chẳng hạn, và gặp bất cứ đối thủ nào cũng thế, ngay cả sân nhà sân khách thì bọn em cố gắng hết sức. Cũng như gặp Hà Nội thì để chơi một đối thủ có trình độ tốt như vậy thì bọn em cảm thấy vui, và có thể không những mà thắng hay thua thì sau đấy thì mình cũng có những cái bài học cần thiết cho bản thân mình.